thân cho cái tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ có nhiều gây tranh cãi, thì chị có ý kiến quan điểm như thế nào về vấn đề này? À, quan điểm của anh đây là một bộ hình thời trang, nó không phải là một cái sự hở mang tính chất là nút một cách tương tục, cho nên là đối với cá nhân của Hà Anh thì anh không đánh giá nó ở cái khía cạnh nghệ thuật cũng như là khía cạnh cá nhân hay là nhân phẩm của Thảo Nhi Lê. Hà Anh nghĩ đây là cái chuyện là một người mẫu. Hà Anh nghĩ là khi mà xuất hiện ở những cái bộ hình thời trang, một cái sự trải nghiệm, những khám phá trong những cái khuôn hình thời trang, nó là cái chuyện rất là dễ hiểu. Và Hà Anh cũng tin không chỉ Hà Anh mà rất là nhiều các khán giả khác hay là những cái giám khảo khác cũng sẽ đồng tình với điều này. Vậy thì chị có xem cái bộ ảnh đó chưa ạ? Thì chị có đánh giá như thế nào về cái tính nghệ thuật trong đó? Anh có xem bộ hình đó, anh nghĩ rằng là đây là một bộ hình thú vị, cũng là một cái expression thú vị trong nghệ thuật. Thì mọi người luôn luôn cố gắng tìm đến những cái mới lạ. Nếu như mà mọi người nhìn thấy hình ảnh mẹ Âu Cơ như là chúng ta đã thường là traditional, một cách truyền thống từ bấy lâu nay, thì có lẽ là đạo diễn sáng tạo muốn nhìn thấy có một cái sự hiện đại, có một cái sự expression nào đó nó thú vị khác chăng. Thì anh nghĩ rằng là cái đẹp hay là cái xấu nó là tùy con mắt của người xem, nhưng mà đối với Hà Anh, cá nhân của Hà Anh thì anh không nghĩ đó là một điểm trừ của Thảo Nhi trong, hay là một cái bất lợi thế gì của Thảo Nhi trong cuộc thi Hậu Hoàn Vũ này. Nhiều khán giả thì họ thích nói Thảo Nhi là chỉ không có rành tiếng Việt, cô ấy chỉ có tiếng Anh thôi, và những thứ còn lại như là skill hay là catwalk hay là trình diễn thì mọi người không có hài lòng về phần đó. Nhưng mà trong suốt quá trình tập luyện, chị cũng đã gắn bó với thí sinh, thì chị có nhận xét như thế nào về những cái skill khác của cô bé? Thảo Nhi Lê là một thí sinh, một cô gái sống và lớn lên ở nước ngoài. Ở cô ấy có một cái bản năng rất là tự nhiên, một phong cách rất là tự nhiên, dễ gây thiện cảm với những người xung quanh, với những con người hiện đại. Sự kết nối của cô ấy do cô ấy đã đi du lịch, làm việc ở rất là nhiều nước, khiến cô ấy cái việc là kết nối với bạn bè quốc tế hay là những cái con người xung quanh cô ấy rất là tự nhiên. Thì đây là một cái điểm cộng của Thảo Nhi Lê. Có thể là so với cả mặt bằng của các thí sinh khác, bởi vì cô là một người rất là well traveled, được đi rất là nhiều. Thì Hà Anh nghĩ rằng là đây là một cái lợi thế của Thảo Nhi, việc có tiếng Anh tốt và việc tư duy bằng cái suy nghĩ, tự hỏi mình những cái câu hỏi và tự trả lời. Và ở bất kể thời điểm nào, nếu như chúng ta có thể hỏi bạn ấy một câu hỏi, thì chúng ta đều có thể trông chờ được ở cái câu trả lời của bạn một cái gì đó rất là riêng từ chính bạn ấy, chứ không phải là một cái gì nó mang tính sách vở hoặc là học thuộc lòng hay là có chuẩn bị. Thì ở đây là cái sự thú vị, một cái nét chấm phá khá là tươi mới đối với cái hình ảnh khuôn mẫu của một cái cô gái đi thi hoa hậu từ trước đến nay ở Việt Nam. Thế thì chắc chắn là ở cái điểm đó sẽ gây ra sự thú vị và cũng sẽ có những cái sự tranh cãi. Ngoài ra thì mọi người cũng nói rằng là cái skill của cô ấy trình diễn lên sân khấu chưa hoàn hảo. Thì anh nghĩ là điều này rất là dễ hiểu, tại vì bản thân bạn là một người làm thương hiệu thời trang rồi, bạn đi thi cuộc thi lần đầu tiên, bạn cũng là một người mẫu ảnh, nhưng mà nó là mang cái tính chất là nghiệp dư, thì không thể nào mà chúng ta trông chờ ở Thảo Nhi cũng như là rất là nhiều các thí sinh khác đến với cuộc thi là một người hoàn thiện các kỹ năng như vậy. Nhưng mà Hà Anh nghĩ rằng là những cái kỹ năng như là kỹ năng trình diễn thì là những cái kỹ năng có thể học được và có thể tiến bộ được. Cho nên là Hà Anh nghĩ rằng là đó không phải là cái trở ngại quá nhiều, mà chúng ta đang tìm ở đây là chúng ta đang tìm ở những cái tiềm năng. Những cái tiềm năng như Hà Anh đã nói là cái gì có thể đào tạo được, cái gì chưa thể đào tạo được trong cái khoảng thời gian này. Là buộc những người như là Hà Anh, những cái giám khảo phải càng vào phía trong sẽ càng phải thực tế hơn đối với những cái yêu cầu, đối với những cái nhìn nhận của mình, để làm sao có thể cân đo đong đếm để chọn ra được những cái thí sinh xứng đáng, không chỉ nói là từ xứng đáng mà là đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí đó nhất. Hiện tại Hà Anh giữ cho mình một cái tâm thế rất là mở. Hà Anh biết là nhiều người cũng nói câu này, nhưng đối với Hà Anh đó là sự thật. Bởi vì Hà Anh là một người rất là muốn có sự công bằng cho tất cả các thí sinh.
cả thí sinh cũ lẫn thí sinh mới, tất cả mọi người đều có những cái cơ hội như nhau. Khi mà các cô gái bước lên tỏa sáng, bước lên sân khấu buổi tối ngày hôm nay, anh không muốn có một cái định kiến, định hình là chỉ nhìn vào top 10 hay chỉ nhìn vào top 5. Vậy thì những cái nỗ lực của các cô gái khác để làm gì nếu như họ không được chú ý? Chúng ta phải xem và chấm tất cả các cô gái. Có thể trong 41 cô gái có thể không có những cái cô gái đó, có nhiều cô gái không phải là hoa hậu của ngày hôm nay, nhưng cũng có thể là hoa hậu của 2 năm nữa, của 4 năm nữa. Vậy thì chúng ta phải cho các cô gái những cái cơ hội để tỏa sáng, cũng những cái chỉ dẫn và những cái bài học như nhau, để các cô gái có thể tìm được cơ hội của mình và định hướng được khi đến với cuộc thi Miss Universe Việt Nam, tìm ra được cái định hướng của mình và tiếp tục đi lên. Phải được cái gì sau khi tham gia cuộc thi này, đó là cái điều mong mỏi của Hà Anh. Không chỉ là đến đây chỉ tranh đấu cái mấy thời khắc hiện đại, mà họ phải có được một cái bài học, một trải nghiệm thật là tuyệt vời khi bước ra, và rất là tự hào, tự tin về mình là một người phụ nữ có những cái set skill cũng như là có những cái trải nghiệm thật là tích cực sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Chính vì vậy là anh cố gắng hết sức để giữ cho mình một cái trạng thái trung lập, có đọc những cái thông tin của khán giả nhưng mà cũng phải giữ cho mình những cái riêng, lắng nghe nhưng mà không có nghĩa là chịu áp lực cũng như là định kiến với bất kể các thí sinh nào từ trước hay sau cuộc thi. Trang hỏi câu cuối là hiện tại rất là nhiều sẽ tham dự cái chung kết Miss Universe năm nay ấy, thì là một người trong những chị em trong nghề, chị phản ứng như thế nào về cái tin đồn này? Hà Anh nghĩ rằng là Phạm Hương là đã từng đăng quang Miss Universe nên là Miss Universe Việt Nam sẽ luôn luôn là một phần trong cuộc sống, trong sự nghiệp cũng như là gia đình của cô ấy. Thì anh cũng không cảm thấy điều gì ngạc nhiên nếu như mà Phạm Hương tham gia. Welcome! Những người phụ nữ xinh đẹp và luôn tích cực và ủng hộ lẫn nhau, đó là điều chúng ta nên làm. Chưa. Chị ý có vào trong không? Có chưa.